Lời đầu tiên đọc giải trí xin kính chào quý ông bà ở tuổi cao niên và thân chào các bạn trẻ ở độ tuổi từ 18, 19, 20 trở lên bao gồm cả nam và nữ. Trong chương trình diễn bình và diễn đọc ngày hôm nay thì đọc giải trí xin phép giới thiệu một chủ đề liên hệ đến vấn đề giáo dục của miền Nam ngày trước. Cụ thể là đọc giải trí sẽ trình bày một bài viết nói về lịch sử thành lập của ngôi trường nữ trung học Gia Long Nói đến trường nữ trung học Gia Long thì người ta phải nghĩ đến một cái ngôi trường danh giá. Gọi là danh giá vì trường nữ trung học Gia Long rất là nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam ngày xưa trước 30 tháng 4 năm 1975. Ở Sài Gòn ngày trước có ba trường nữ trung học nổi tiếng. Đó là trường nữ trung học Gia Long ở đường Phan Thanh Giảng, bây giờ thì được gọi là đường Điện Biên Phủ và trường nữ trung học Gia Long đổi tên lại là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngôi trường thứ hai nổi tiếng ở Sài Gòn ngày xưa mà dành cho giới nữ là trường Trương Vương. Trường Trương Vương thì nằm trên đường Nguyễn Minh Khiêm ở quận Nhất, nằm bên cạnh Thảo Cầm Viên, tức là sở thú Sài Gòn. Và trường nữ Trương Vương nằm sát cạnh trường Nam trung học Võ Trường Toản cũng nổi tiếng ở Sài Gòn, ở miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Và ngôi trường thứ ba dành cho giới nữ nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam ngày trước là trường nữ trung học Lê Văn Duyệt, nằm ở đại lộ Lê Văn Duyệt, ở tỉnh Gia Định trước 30 tháng 4 năm 1975. Bây giờ gọi là trường trung học Võ Thị Sáu, nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng thuộc phường 3, quận Bình Thạnh thì ba trường nữ trung học này rất là nổi tiếng ở Sài Gòn trước 30 tháng 4 năm 1975. Trước khi trình bày diễn đọc một bài viết nói về lịch sử thành lập của trường nữ trung học Gia Long, đọc giải trí sẽ trích dẫn một số ý kiến của những người đã từng là giáo viên hay là giám học hay là những người đã từng học tại trường nữ trung học Gia Long trước 30 tháng 4 năm 1975 cũng như là một số câu thơ, một số bài hát mà vinh danh những nữ sinh của trường nữ trung học Gia Long trước 30 tháng 4 năm 1975. Như câu nói của bà Nguyễn Ngọc Anh, trước đây là giám học của trường nữ trung học Gia Long. Bà Nguyễn Ngọc Anh nói rằng, cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Trường ta nguồn gốc tại đâu hay là trong âm nhạc những bóng dáng thước tha của nữ sinh gia long được nhạc sĩ nguyễn văn đông ghi lại trong ca khúc cô nữ sinh gia long đường xa cô gái gia long về đâu dừng chân cho nhắn thăm cô vài câu bao cô dưới cùng mái trường khi xưa đã tặng hoa mừng nay có còn theo bước thương không bài hát này kể câu chuyện tình giữa cô nữ sinh và người lính võ thị hai một cụ nữ sinh gia long hồi tưởng lại một thời áo trắng của bà và của những người cùng thế hệ có lẽ đại đa số cụ nữ sinh gia long chọn người yêu đi lính là một sự vô tình không phải là sự chọn lựa vì thầy đó là thầy loạn đại đa số thanh niên phải đi nhập ngũ làm nghĩa vụ của người trai có những người trở về có những người mất tích một thiểu số ở lại nếu họ bị thương những mối tình của nữ sinh gia long rất trong sáng tuyệt đặc trong vòng lễ giáo không bao giờ vượt quá lễ nghi của một gia đình miền nam việt nam lúc đó cuộc tình của cô nữ sinh và người chiến sĩ trong nhạc phẩm của phượng linh búc danh của nhạc sĩ nguyễn văn đông là một trong rất nhiều cuộc tình khác đã nảy sinh trong thời kỳ loạn ly ấy ông gọi cô gái của mình với cái tên chung là cô nữ sinh gia long đơn giản như món quà là màu hoa thép súng của người lính trao tặng cô ngày anh lập chiến công này cô xuân nữ Gia Long thành đô, màu hoa thép súng xin dành tặng cô. Hoa em vẫn vẹn sắc màu, trao anh chiếm cả tấm lòng, một sắc màu em đã ghi sâu. Đó là những trích dẫn một số câu thơ, một số đoạn trong những bài nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã dành tặng cho cô nữ sinh Gia Long. Những cô gái học trò rất là đẹp rất là xinh, nhiều thơ mộng và lãng mạn, nhưng mà luôn đặt trong vòng lễ nghi, trong vòng gia giáo của lối giáo dục của người dân miền Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Có nhiều bài thơ, có nhiều bài hát và có nhiều tâm tình nói về ngôi trường nữ trung học Gia Long, một ngôi trường danh giá cũng như là trường nữ Trương Vương hay là trường nữ trung học Lê Văn Duyệt điều đó cũng nói lên cái cái chất lượng giáo dục của miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Đơn cử một thí dụ như thế này: vào năm 1971, trường nữ trung học gia Long mở cuộc thi tuyển vào lớp 6, lớp đầu tiên của chương trình trung học ở Sài Gòn trước 30 tháng 4 năm 1975. Trong 8.000 thí sinh thi vào trường Trung học Cha Long chỉ có trên 800 em là đậu vào lớp 6 thì chúng ta thấy cái tỷ lệ tức là 1 phần 10 hơn 1 phần 10 10 người thì chỉ lấy có một người điều đó nói lên cái, cái 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 chất lượng giáo dục chất lượng đào tạo rất là cao và những người mà trúng tuyển và cái năm đầu tiên của chương trình trung học của trường nữ trung học cho long tức là lớp 6 thì phải là những người có một cái học vấn là tương đối là khá thì mới thi đậu vào trong cái trường nữ trung học cho long cũng như là trường nữ trương vương hay là trường nữ trung học lê văn duyệt và nói một cách tổng quát là những cái trường trung học ngày xưa trường công lập nhất là trường công lập có cái mức độ thi tuyển rất là gắt gao ở trung học thôi chưa nói là thi ở tú tài một à, thi tú tài hai là thi trường vào đại học học sinh phải có học vấn cân bản và phải có cái uh, trình độ khá giỏi thì mới thi đậu vào những cái trường công lập nam cũng như là nữ chứ không phải là lo lót hay là học vớ vẩn sử địa thì hỏi ông nguyễn huệ là ai cũng không biết hay là ông gia long là ai cũng không biết hay là hỏi uh, tỉnh uh, kiên giang rạch giá ở đâu cũng không biết như bây giờ thì không thể nào mà thi vào những cái trường công lập ở Sài Gòn trước 30 tháng 4 năm 1975 vì thế mà gọi là trường nữ trung học Gia Long là một trường danh giá hay là trường nữ trung học Trương Vương hay là trường nữ trung học Lê Văn Duyệt hay là những trường nam như là trường Bê hay là trường Võ Trường Toản vân vân học sinh học phải nói là giỏi và có kiến thức tổng quát rất là khá về sử, về địa, về ngoại ngữ như là Anh văn, Pháp văn và những cái môn khoa học khác. Học sinh trung học trước 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam nói một cách tổng quát và ở Sài Gòn nói riêng thì học sinh phải có một cái trình độ rất là căn bản và có kiến thức phổ thông tương đối là tốt chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì đọc giải trí sẽ trình bày một bài viết nói về lịch sử của trường nữ trung học Gia Long trường nữ sinh áo tím và trường nữ trung học Gia Long của Sài Gòn ngày xưa. Cho tới đầu thế kỷ thứ 20, nền giáo dục Sài Gòn tuy trải qua mấy thập niên tân học với chữ quốc ngữ rồi, nhưng người Sài Gòn còn nặng tinh thần nho giáo trong giáo dục. Và giáo dục Sài Gòn lúc này chưa xóa được tính trọng nam khinh nữ, không chú trọng đúng mức đến nữ giới. Đến năm 1908, một số trí thức Việt Nam ở Sài Gòn đề nghị chính quyền Pháp thành lập một môi trường dành cho nữ giới. Một trong những người này là ông Bùi Quang Chiêu. Bùi Quang Chiêu sinh năm 1873, mất năm 1945, là người mỏ cài, bến tre, sinh trong gia đình có truyền thống nho học. Ông học trung học Mỹ Tho, rồi Sassolup Lopat, ở Sài Gòn, sau đó hoàn tất trung học tại Alger, thủ đô nước Algeria, lúc này thuộc thuộc địa Pháp. Trong thời gian học tại Algeria, người học trò Bùi Quang Chiêu nhận được sự bảo đảm trách nhiệm của Hàm Nghi, vị hoàng đế Việt Nam bị Pháp lưu đài tại đây. Và nhờ vậy, Bùi Quang Chiêu là người Việt Nam duy nhất bây giờ có dịp gần gũi và học được tinh thần yêu nước nơi vua Hàm Nghi. Năm 1909, hội đồng quản hạt chấp thuận đề nghị của ông Bùi Quang Chiêu và các trí thức về việc xây dựng một ngôi trường dành riêng cho nữ giới tại Sài Gòn. Do chưa có kinh phí, nên ông Bùi Quang Chiêu là người tích cực đóng góp tài chính và tổ chức lạc quyên gây quỹ xây trường. Bốn năm sau, khi cuộc lạc quyên gom đủ tiền, một buổi lễ đặt viên đá đầu tiên được tổ chức ngày 6 tháng 11 năm 1913 với sự chủ tọa của toàn quyền Pháp tại Đông Dương là Alper Sacro. Một giải nhà đầu tiên của trường được xây trên khu đất rộng ở đại lộ Le Grand de la Ligre trước năm 1975 có tên là đường Phan Tinh Giảng, sau này được gọi là đường Điện Biên Phủ. Nhiều vật liệu xây dựng được chở từ Pháp sang, trong đó có ngói nung màu đỏ, phía dưới có khắc chữ Marseille. Năm 1915, trường xây dựng xong và khai giảng năm đầu tiên, ông Ernest Nestor là toàn quyền Đông Dương và thống đốc Kupair là người cắt băng khánh thành và tuyên bố khai giảng khóa đầu tiên cấp tiểu học với chỉ có 42 nữ sinh. Ban tổ chức đề nghị đồng phục cho nữ sinh là áo dài màu tím, tượng trưng cho đức tính đoan trang, kính đáo và khiêm nhường của người thiếu nữ Việt Nam. Trường có tên là Trường Áo Tím là vậy. Nữ sinh của trường lúc này đều cư ngụ ở Sài Gòn và vùng lân cận. Mãi về sau mới có cư xá dành cho nữ sinh đến từ các tỉnh. Trường dạy ba cấp ở bậc tiểu học như đồng ấu, cao đẳng, năm cuối sơ học. Học sinh phải thi lấy chứng chỉ căn bản giáo dục sau khi tốt nghiệp năm cuối sơ học. Năm 1918, vì số lượng học sinh gia tăng, trường xây dựng thêm một tòa nhà thứ hai song song với tòa nhà cũ. Tòa nhà mới, tầng dưới dùng làm cư xá cho các học sinh xa nhà, phía sau là bệnh xá, phòng giặt và nhà bếp. Nơi đây đồng thời cũng là nơi giảng dạy các môn nữ công gia chánh và thiêu thùa cho nữ sinh áo tím. Đến tháng 9 năm 1922, trường nâng lên thành trường trung học đệ nhất cấp em bé Sokro bây giờ là toàn quyền Pháp đến khai giảng lớp đầu tiên của bậc trung học đệ nhất cấp. Trường đổi tên là Collège de Jeux de Fusion trường nữ trung học bản xứ. Và mặc dù có một phiên đá cẩm thạch khắc chữ Collège de Jeux de Fusion dựng lên trước cổng trường, nhưng người Sài Gòn vẫn gọi với cái tên trường áo tím. Hiệu trưởng đầu tiên là một cô giáo người Pháp tên là Lagrange. Để được vào học, học sinh phải vượt qua kỳ thi tuyển. Thời gian này, tiếng Pháp được dạy từ cấp lớp căn bản cho đến bậc trung học để nhất cấp trong khi tiếng Việt chỉ được dạy mỗi tuần 2 tiếng trong giờ Việt văn. Trong trường, nữ sinh chỉ được dùng tiếng Pháp để giao tiếp không được dùng tiếng Việt. Năm 1940, vì quân Nhật chiếm đóng cơ sở của trường, rồi sau đó đến quân đội Anh, nên trường về về trường tiểu học Đồ Chiểu ở Tân Định. Cũng trong năm này, vì muốn xóa tàn tích Pháp, nên trường đổi tên là Collège Gia Long hay là Lycée Gia Long. Tên trường nữ trung học Gia Long với lịch sử như thế và tồn tại mãi đến 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1947, khi được người Anh trao trả, trường bị hư hại nhiều, đến nỗi vị hiệu trưởng lâm thời phải vận động quyên góp tài chánh để tu sửa trường. Năm 1949, trường lại được mở rộng, một tòa nhà hai tầng được xây mới ở đường Bà Huyện Thanh Quang, để đáp ứng số lượng học sinh ngày càng tăng. Năm 1950, lần đầu tiên hiệu trưởng là người Việt, đồng thời cũng là một cựu nữ sinh của trường là cô Nguyễn Thị Châu. Đến năm 1952, chương trình giáo dục Việt Nam dần dần thay thế chương trình giáo dục của Pháp. Học sinh phải học cả hai ngoại ngữ là Anh, Pháp song song. Kỳ thi tuyển vào trường lúc này càng khó hơn trước vì thí sinh đến từ khắp nơi trong miền Nam. Thí dụ năm 1971 có 8.000 học sinh dự thi nhưng chỉ có 819 em được chấm đậu. Năm 1953, đồng phục trường đổi từ áo dài tím sang áo dài trắng với phù hiệu là bông mai vàng được mai trên áo. Đồng thời, sau đó chương trình giáo dục bằng tiếng Pháp của trường cũng được đổi sang tiếng Việt hoàn toàn. Và tên trường áo tím từ đây chỉ còn là hoài niệm. Trường vẫn tiếp tục phát triển. Năm 1964, trường bỏ chế độ nội trú, sửa các phòng ở thành phòng học với tổng cộng khoảng 3.000 học sinh, chia ra 55 lớp từ đệ tứ đến đệ nhất học buổi sáng và 45 lớp từ đệ thất đến đệ ngũ học buổi chiều. Năm 1965, trường xây thêm thư viện. Sau tháng 4 năm 1975, trường Gia Long bị xóa tên. Hiệu trưởng qua các thời kỳ thì từ năm 1914 đến năm 1947 là những người Pháp và là phụ nữ phụ trách vấn đề hiệu trưởng của trường nữ Trung học Gia Long. Nhưng từ năm 1950 đến năm 1975 thì hiệu trưởng của trường nữ Trung học Gia Long là những cô, tức là giới nữ phụ trách. Thí dụ như là từ năm 1950 đến năm 1952, cô Nguyễn Thị Châu là hiệu trưởng trường nữ Trung học Gia Long từ năm 1952 đến năm 1963, cô Huỳnh Hữu Hội là hiệu trưởng trường nữ trung học Gia Long. Từ năm 1963 đến năm 1964, cô Nguyễn Thu Ba là hiệu trưởng trường nữ trung học Gia Long. Từ năm 1964 đến năm 1965, cô Trần Thị Khuê là hiệu trưởng trường nữ trung học Gia Long từ năm 1965 đến năm 1969. Cô Trần Thị Tỷ là hiệu trưởng trường nữ trung học Gia Long. Và từ năm 1969 đến năm 1975, cô Tất là hiệu trưởng trường nữ trung học Gia Long. Xin chào các bạn. Vừa rồi là phần diễn đọc của đọc giải trí về lịch sử thành lập của trường nữ trung học Gia Long ngày nay những người trẻ đặc biệt là những người nữ mà học tại trường nguyễn thị minh khai có thể là do không có tài liệu hoặc là do sự thiếu thông tin nên có thể không biết được lịch sử nguồn gốc về sự thành lập của trường nữ trung học gia long mà bây giờ người ta gọi là trường trung học nguyễn thị minh khai nhiều người đã từng học tại trường nữ trung học gia long và đã đi qua mỹ sống sau đó thì họ thành lập những cái hội ái hữu tức là hội ái hữu của những nữ sinh trường nữ trung học gia long trước đây để mà hoài niệm để mà nhớ lại dĩ vãng nhớ lại quá khứ nhớ lại những kỷ niệm của một thời từng học ở trường gia long có nhiều người đã từng học tại trường nữ trung học gia long và bây giờ vẫn còn sống ở sài gòn hay là ở miền nam thì họ vẫn có những cái buổi họp mặt để nhớ lại những kỷ niệm thời học trò khi mà còn ở chung với cái mấy trường nữ trung học Gia Long. Giấy trẻ thì cũng nên tìm hiểu về lịch sử, về nguồn gốc thành lập của trường áo tím, tức là trường nữ trung học Gia Long để biết rõ về cái cái nguồn gốc cái ngọn ngành về sự thành lập của ngôi trường này. Nếu mà chúng ta học ở một ngôi trường mà chúng ta không hiểu gì hết về lịch sử thành lập của ngôi trường thì đó là một cái điều đáng trách cũng giống như là chúng ta sinh ra trong một gia đình mà chúng ta không biết ba chúng ta làm gì má chúng ta làm gì hay là ông ngoại bà ngoại chúng ta đã có quá khứ làm việc như thế nào hay là ông nội bà nội chúng ta có đóng góp gì cho cộng đồng cho xã hội hay không là con cháu trong một gia đình mà chúng ta không biết về cái lý lịch của ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại hoặc là của tổ tiên mình thì đó là cái điều hết sức là đáng trách cũng giống như là một số nữ sinh một số nam sinh bây giờ đang học ở trường nguyễn thị minh khai hay là trường lê hồng phong trước kia là trường petruski mà không biết về cái nguồn gốc thành lập không biết ngôi trường này được xây vào lúc nào thì đó là cái điều không nên xảy ra chúng ta học mà không biết là ngôi trường chúng ta ở từ đâu mà đến thì đó là điều hết sức là buồn cười. Không lẽ nó từ trên trời rơi xuống, nó phải có cái nguồn gốc. Cũng như gia đình của chúng ta cũng phải có nguồn gốc. Chứ ông bà, cha mẹ chúng ta không phải từ ở trên trời rơi xuống. Chồng họ chúng ta cũng phải là có cái gốc tích của chồng họ của chúng ta. Thành ra học ở ngôi trường nào thì phải biết lịch sử của ngôi trường đó. Ở đâu mà ra, xây vào lúc nào, tên trước kia là tên gì đó là lịch sử của một ngôi trường còn chúng ta ở trong một cái địa phương một cộng đồng chúng ta phải biết cái lịch sử của địa phương của cộng đồng đó chứ không thể khê khê nói là tôi không biết không biết làm sao không biết chúng ta có trí óc thì chúng ta phải tìm hiểu chúng ta phải hỏi chúng ta phải đọc sách chúng ta phải đọc những tin tức trên mạng đọc giải trí có gặp một số người quen biết một số người họ nói nhiều câu rất là non nớt như là về tôn giáo thì họ không biết ở miền Nam có bao nhiêu cái tôn giáo. Họ không biết cái Phật giáo hòa hảo với Phật giáo thế giới nó khác nhau như thế nào. Và cái cái đời sống của Phật giáo hòa hảo trước năm 1975 như thế nào và sau này như thế nào. Tức là họ không hiểu nhiều, mặc dù họ là người trong đạo mà họ không hiểu nhiều về tôn giáo ở miền Nam. Cái đó là cái điều cũng là đáng buồn mình đã đi theo đạo tức là một trong những cái đạo lớn ở miền Nam ngày xưa chẳng hạn như có đạo Câu Đài, đạo Phật giáo Hòa Hảo, đạo Phật giáo, đạo Thiên Chúa giáo rồi những cái đạo giáo khác nữa. Tại vì trước năm 1975 là sự tự do tôn giáo thành ra có nhiều đạo đạo giáo. Nhưng mà lại không biết rõ là ở miền Nam trước kia có những cái đạo giáo như thế nào cũng giống như bây giờ nếu mà học ở trường Nguyễn Thị Minh Khai mà hỏi trường nữ trung học Gia Long ở đâu thì có nhiều người chắc cũng ố ớ không biết là trả lời như thế nào hay là học ở trường Lê Hồng Phong mà hỏi là trường Bê ở Sài Gòn ngày xưa nằm ở đâu thì là ố ớ không trả lời được thì đó là điều phải hết sức là nhức đầu tức là cũng như trong gia đình đọc gia trí có nói nãy trong gia đình mà chúng ta không biết rõ là ba má chúng ta sống bằng cái nghề nghiệp gì bà má chúng ta đã phấn đấu nỗ lực như thế nào hay là ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại chúng ta ở đâu mà ra cũng không biết nữa là con cháu trong nhà thì không lẽ chúng ta lại lại vô tư lại thờ ơ đến mức độ như vậy đây là những cái câu chuyện mà nó liên hệ đến vấn đề trường nữ trung học Gia long về lịch sử thành lập thì học ở đâu hay là sống ở đâu thì chúng ta phải chịu khó tìm hiểu về cái lịch sử của cái địa phương mà chúng ta đang sống cái ngôi trường mà chúng ta đang học và cái vùng đất mà chúng ta đã định cư chúng ta phải có những cái hiểu biết căn bản về những cái như vậy để khi có người nào hỏi thì chúng ta biết mà trả lời chứ còn chúng ta non nớt quá cái gì cũng không biết hết cái gì cũng ú ớ hết kiến thức của chúng ta nông cạn quá thì có đó cũng là điều đáng trách. Điều đó là cái điều không nên. Nhất là cái thế hệ trẻ ở cái tuổi 20, 25, 30, 35 phải chịu khó tìm hiểu, phải chịu khó suy nghĩ, phải chịu khó đọc tin tức, phải chịu khó trao dồi kiến thức để chúng ta tăng tiến cái sự hiểu biết của chúng ta. Phải có sự hiểu biết thì con người của chúng ta mới khá hơn được chương trình diễn bình và diễn đọc về lịch sử của ngôi trường nữ trung học Gia Long trước 30 tháng 4 năm 1975 ở miền Nam, ở Sài Gòn đến đây là chấm dứt. Xin tổng chào các bạn và hẹn các bạn ở video kỳ sau.